Học làm phú bà phần 2, đại tiệc trần bì. Nếu cả nhà hỏi mình tham gia các buổi tiệc này mình có áp lực không, xin thành thật trả lời cả nhà là mình rất là áp lực, nữa là đằng khác. Một phần vì muốn hiểu nhà giàu ăn gì dùng gì, một phần cũng muốn có nội dung quay cho cả nhà xem, vì mình là người ít tuổi nhất, điều kiện kinh tế khó khăn nhất và cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc cũng như được vào các buổi tiệc kín như này. Ở Trung Quốc 9 năm lại không nghĩ giới nhà giàu Trung Quốc lại ăn uống khác người thường như vậy. Họ uống nước với đông trùng và trần bì, những thứ mà mình chưa thấy bao giờ. Đôi khi mình cũng cảm thấy nghi ngờ về các công dụng thứ này lắm. Trần bì là vỏ quýt phơi khô, để càng lâu năm thì càng có giá. Người Quảng Đông nấu nước uống để trừ hàn, giúp giải cảm, giảm đau họng các thứ. Ngoài ra họ còn nấu để nấu súp thịt và thái nhỏ để vào món ăn. Mấy cái hũ này nhìn sơ sơ cũng vài triệu đến vài chục triệu một hũ. Sau khi trò chuyện giới thiệu về nhau thì bắt đầu nhập tiệc trần bì. Món đầu tiên là súp nấm da cừu. Ở Việt Nam nghe nói cả 100.000 một lạng, chứ ở Trung Quốc cũng không mắc như vậy. Đã vậy còn thêm cả trần bì thì tô súp này gần cả triệu. Uống vô không dám đi tè luôn á cả nhà. Món này là cá hấp trần bì, không biết cá gì nhưng động vật nào mà lên được bàn của mấy đại gia nơi đây thì không có con nào là rẻ tiền cả. Cả dĩa ớt hiểm đỏ lần này mới ra mới thấy cục thịt gà bên trong. Còn đây là sơn hào, hết hào hấp rồi hào chiên giòn. Con nào con nấy mập dễ sợ luôn á. Ăn một hai con là thấy no rồi. Rồi tâm hấp tỏi trần bì, bày trí cũng khá đẹp mắt. Món này bác Mao Trạch Đông sinh thời rất là mê. Nhìn vậy chứ kho ra miếng thịt mềm tan như bơ mà không bị nát này. Miếng thịt vẫn vuông vức, màu nâu cánh dáng rất đẹp. Mình mê lắm mà sợ mập nên ăn 4-5 miếng thôi. Thịt bò phi lê kiểu Tây, không ra tàu như thế này. Nấm sau ớt xanh trần bì, ớt ở Trung Quốc ăn như là rau vậy á. Rồi, mọi người thấy dọn ra món rau này là biết hết món. Cả nhà qua Trung Quốc ăn tiệc mà thấy bê ra dĩa rau xanh là biết tiệc sắp tàn rồi. Xin cảm ơn cả nhà đã cùng đậu học làm phú bà trên đến clip ạ. Xin chào.